Song Chi xin chào khán giả của Tự Lực Bookstore. Trong những ngày vừa qua, có một sự kiện có thể nói là đã khiến dư luận thế giới chấn động. Đó là việc Mỹ, Anh và Úc tuyên bố hình thành Hiệp định Đối tác Tăng cường An ninh Ba Bên giữa Mỹ, Anh và Úc, có tên là AUKUS, viết tắt của ba chữ AU, UK, US, tức là Australia, United Kingdom, United States, gắn liền với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo đó, Mỹ và Anh sẽ chia sẻ công nghệ và chuyên môn với Úc để giúp nước này đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên như một phần của Hiệp ước An ninh. Và vì vậy, Úc đã bất ngờ xóa bỏ hợp đồng thương mại và chiến lược với Pháp trước đó là đặt hàng Pháp đóng 12 tàu ngầm chạy bằng diesel. Nhưng đằng sau một tranh chấp thương mại đưa tới một khủng hoảng ngoại giao giữa các nước liên hệ là cả một biến chuyển đang đột ngột diễn ra tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc thành lập liên kết AUKUS thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược đương đầu với Trung Cộng của Hoa Kỳ và đồng minh, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh và tương lai của những nước trong vùng, đặc biệt là Việt Nam. Đó là đề tài trao đổi hôm nay với ký giả Từ Thức, chủ blog Từ Thức ParisBlog.com từ Paris, qua chủ đề Liên minh AUKUS tăng nhiệt Biển Đông và chỗ đứng nào cho Việt Nam. Xin chào ký giả Từ Thức. Trước hết xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô Song Chi và quý vị khán giả Tự Lực Bookstore. Dạ vâng. Trước khi đi vào chi tiết, xin anh cho biết là tại sao cái liên minh AUKUS nó là một sự kiện quan trọng không những đối với lại Ấn Độ, Thái Bình Dương mà đối với cả Á Châu và thế giới, thưa anh? Sự kiện này nó rất là quan trọng là vì sao? Là thứ nhất đó, là nó sao mà Mỹ, cái chính sách chiến lược của Mỹ ở vùng biển đó, đương đầu với Trung Hoa đó, nó sang một cái trang khác. Cho đến bây giờ đó thì những cái nước trong vùng hay là với Hoa Kỳ đó chỉ có những cái ký kết về hiệp ước về thương mại. Đây đó, lần này đó là một cái thỏa ước về quân sự và quốc phòng. Nó quan trọng thứ hai nữa đó là lịch sử một cái thế hệ, một cái thời đại gọi là thời đại toàn cầu hóa trong hòa bình, trong thịnh vượng, nó chấm dứt. Bây giờ nó bước sang một cái giai đoạn mới là chiến tranh lạnh. Mặc dù là ông Biden trong cái diễn văn vừa rồi ở Liên Hiệp Quốc đó, ông ấy nói là Hoa Kỳ không muốn tái lập lại chiến tranh lạnh, nhưng mà đó chỉ là một lời nói. Trên thực sự đó, trên thực tế đó, thì cái chiến tranh lạnh nó đã bắt đầu. Vâng. Thì có lẽ cũng nên nhắc qua được một chút về lịch sử đó. Thì sau cái đệ nhị thế chiến, những cái nước Tây phương họ nghĩ, họ có một cái lý thuyết như thế này này, là muốn cho nước tàu trở thành dân chủ tự do đó, không cần phải đánh đấm gì đó, thì chỉ có một cách là giúp cho tàu thịnh vượng về kinh tế. Khi mà họ thịnh vượng về kinh tế rồi, đời sống nó nâng cao đó, thì con người sẽ có một cái nhu cầu mới, sẽ có một cái tầng lớp trung lưu họ đòi hỏi tự do và dân chủ, cũng như là mà khi mà cái đời sống nó lên cao đó thì phụ nữ không có đẻ con nữa, sẽ đẻ con ít đi, bởi vì họ nghĩ đến cái đời sống cá nhân nhiều hơn trước. Thì cái chuyện mà đời sống lên cao đó, đẻ con ít hơn đó, thì cái đó hoàn toàn đúng, là vì ngay cả nước tàu nữa, bây giờ họ thay vì cái nạn nhân mãn như trước đây đó, bây giờ họ đang có vấn đề khủng hoảng là thiếu người. Nhưng mà về cái dân chủ đó thì hoàn toàn sai. Là vì nếu mà cái thuyết đó nó đúng đó, thịnh vượng đó, mang tới dân chủ tự do đó, nó đúng ở Nhật Bản, nó đúng ở Đông Âu, nó đúng ở nhiều nơi khác đó, thì nó hoàn toàn sai với Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng họ có một cái văn hóa khác. Vâng. Thành là bây giờ đó, Mỹ cũng như là những nước Tây phương họ đã sáng mắt ra, họ đã hiểu rằng đó là một cái sai lầm, và từ cái sai lầm đó họ áp dụng một cái chiến lược mới là cái chiến lược đương đầu. Không phải là sự thực thì không phải là đến bây giờ đó Mỹ mới thay đổi chiến lược được. Cái chiến lược nó đã bắt đầu xoay trục về phía Á Châu đó, nó đã bắt đầu từ thời ông Obama rồi. Tôi nhớ là khi ông Obama, ông ấy đọc cái diễn văn đời trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó, tôi ngồi với một vài người bạn Pháp đó, họ ngạc nhiên thấy là ông ấy không có đá động một chữ nào hết về Âu Châu ấy, nói hoàn toàn về Á Châu rồi. Thì cái chính sách đó,
cái chính sách coi Âu Châu đó là một cái trung tâm thế giới đó, nó tiếp tục với Donald Trump và bây giờ đó, với Hoa Kỳ. Và cái trước cái August đó, chúng ta biết rồi, chúng ta nhớ rằng Mỹ đã có những cái thỏa ước với những cái vùng lân cận, chẳng hạn như là cái gọi là Squad đó, là bộ tứ đó, Mỹ, Úc, Nhật và Ấn. Và cái thứ hai đó gọi là Five Eyes, tức là ngũ nhãn đó, là năm cái nước: Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Anh và Ấn Độ và Australia. Năm cái con mắt đó để quan sát, để mà nhòm ngó Trung Cộng. Và cho đến hôm nay nữa đó, là cái AUKUS. Thành thử ra người ta nghĩ như thế này, là một cái hình thức của NATO đó đang dần dần thực hiện ở vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương. Dạ vâng, xin mở một cái ngoặc ở đây cho những ai chưa rõ. Tức là trong tiếng Pháp thì nó là OTAN, tức là viết tắt của cái chữ mà Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Còn trong tiếng Anh tức là NATO, có nghĩa là viết tắt của North Atlantic Treaty Organization, tức là tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, tức là gồm một số nước châu Âu với lại Bắc Mỹ để nhằm bảo vệ cho nhau. Tức là một nước bị tấn công thì tất cả các nước khác sẽ cùng chiến đấu để mà bảo vệ cái nước đó. Dạ vâng, dạ xin mời anh tiếp tục. Thì về cái điều kiện mà một nước bị tấn công, tất cả thành viên đó đều tham chiến hết đó, cái đó nó chưa có ở trên cái văn kiện nào giữa Mỹ với các liên minh hết đó. Nhưng mà có thể là trong tương lai họ sẽ tiến tới cái chuyện đó, nhất là khi mà phải đương đầu với tàu về cái chuyện Đài Loan. Vâng, trong những ngày vừa qua thì báo chí thì cũng đã nói nhiều rồi, nhưng mà dù sao đi nữa thì xin anh cũng tóm tắt lại cái sự việc để cho những cái khán giả nào chưa kịp rõ về cái chuyện là tại sao lại xảy ra cái vụ AUKUS. Dạ. Cái mà người ta nói nhiều rồi đó là Úc tự nhiên bỏ vào soạn giác cái thỏa ước về thương mại đã ký kết trong cái việc Pháp cung cấp 12 cái tàu ngầm cho Úc với trị giá vào khoảng 56 tỷ đô la. Thì cùng một lúc đó họ thành lập một cái liên minh gọi là AUKUS. Thì cái đó nó làm cho thế giới, nhất là ở Âu Châu, nhất là ở Pháp đó, họ sững sờ vì cái đó nó hoàn toàn bất ngờ. Nhưng mà nó cũng không phải là cái đó nó quyết định trong những ngày gần đây như một số người Việt Nam nói đó. Sự thực thì nó quyết định từ lâu rồi, bởi vì một cái quyết định quan trọng như vậy đó, họ không thể nào họ quyết định trong một sớm một chiều được hết đó. Có tin nói rằng ông thủ tướng Úc đó, ông ấy đã liên lạc với ông thủ tướng Anh từ lâu rồi, từ vài tháng trước, với cái ý định ngã về phía Mỹ. Và cái chuyện đó nó gần như nó thành hình ngay từ cái hội nghị G7 ở cách đây vài tháng rồi. Cái dự tính nó có từ lâu rồi, nhưng mà cái đột ngột là cái sự loan báo của họ tung ra cái đó mà không cần báo cho Âu Châu biết, không cần báo cho Pháp biết. Nhưng đó là một cái thái độ rất là trịch thượng, rất là lạ kỳ của những giữa những người đồng minh với nhau. Dạ vâng, rõ ràng là như anh nói thì một cái hiệp ước như vậy thì cũng không thể nào một sớm một chiều. Chắc chắn là người ta sẽ phải bí mật gặp nhau, một bàn thảo với nhau một thời gian dài, nhưng mà lại không nói gì với, lại không thông báo gì với Pháp và EU cả. Thế thì câu hỏi ở đây là tại sao họ lại đột ngột tuyên bố bất chấp những nguyên tắc ngoại giao tối thiểu với một nước đồng minh là Pháp? Tại sao lại như vậy? Thì mỗi người có một cái lý do hết đó. Nước Mỹ, Mỹ chẳng hạn, thì sau cái cuộc thoái quân mà thì bi đát vừa rồi đó, thê thảm vừa rồi ở Afghanistan đó, thì ông Biden ông mới muốn ra một cái thông điệp cho dân Pháp cũng như là cho thế giới biết rằng nước Mỹ vẫn còn đó, nước Mỹ vẫn là chủ, vẫn là một cường quốc số một ở trên thế giới. Và cái thông điệp là Mỹ không phải là cô lập hóa khi mà bỏ Afghanistan đâu, mà Mỹ bỏ Afghanistan là chỉ để dồn hết lực lượng, hết nhân lực, hết cái khả năng quốc phòng trong cái việc đương đầu với tàu ở vùng biển. Thì cái đó là một cái thông điệp cho
dân Mỹ và nói chung là cho toàn thế giới. Những cái người Anh đó, họ cũng có một cái lý do của họ, đó là sau cái Brexit đó, thì ông Boris lên, ông Boris Johnson ông ấy lúng túng. Trước kia đó ông ấy hứa hẹn đủ thứ, đó là nếu Mỹ ra khỏi Liên hiệp Âu Châu đó thì Anh Quốc sẽ trở thành một cường quốc kinh tế, sẽ trở thành một thứ Singapore mới không bị ràng buộc bởi Âu Châu, sẽ phát triển, London sẽ trở thành một cái trung tâm thương mại quốc tế số 1 hay là số 2. Nhưng mà thực tế thì nó khác hẳn lại, là sau Brexit đó, kinh tế của Anh gặp rất nhiều vấn đề, và người ta khám phá ra là cái nước Anh cần Âu Châu hơn là Âu Châu cần nước Anh. Bởi vì 60% những cái việc nhập cảng hay xuất cảng đó, của Anh đó, đều là với Âu Châu hết đó. Bây giờ ngưng lại đó, ranh giới chia ra đó, hàng hóa nó không đi qua được nữa, thành thử ra hàng hóa ở bên Anh thiếu rất nhiều, và nhiều cái kỹ nghệ nó gần như đình trệ bởi vì nó thiếu cái nhiên liệu để sản xuất. Thì trước cái khó khăn đó, ông Johnson ông ấy làm một cái cú ngoạn mục như thế này để nhắc lại cho người Anh biết rằng ông ấy vẫn nắm chủ tình hình. Bây giờ ông là liên minh số 1 của một cái cường quốc số 1 ở trên thế giới. Và nhất là ông ấy cũng bắt đầu lúng túng với Trung Cộng nữa. Trước kia ông ấy nghĩ rằng ra khỏi Liên hiệp Âu Châu đó thì buôn bán với Trung Cộng một cách rộng rãi hơn, win-win, cả hai bên đều thắng hết đó. Dần dần thực tế cho thấy là không phải như vậy. Nhất là cái tình hình nó càng căng thẳng hơn nữa khi mà người Anh đó họ không dùng, họ cấm dùng cái hệ thống 5G của Trung Cộng. Thì đây là cái cơ hội. Và cái chuyện họ lên tiếng về vụ Hồng Kông nữa. Dạ, cái vụ Hồng Kông nữa. Bởi vì nước Anh là cái nước nhận người tị nạn Hồng Kông đông nhất. Có lẽ cũng vì lịch sử giữa Anh với Hồng Kông. Thế đây là cái cơ hội cho bằng vàng cho ông Johnson nữa, để ông ấy trở lại một cái vai trò quan trọng. Thứ hai nữa là ông Johnson bao giờ ông ấy cũng có một cái ý là muốn phá Liên hiệp Âu Châu ấy đó. Thành ra cái gì mà có thể phá được đó, thì ông ấy không có từ chối rồi. Còn về Úc đó, thì trước đây này, Úc luôn luôn lưỡng lự, không biết là phải theo tàu hay là không biết phải theo Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó là đồng minh cố hữu, nên nhớ là Australia đó là một cái nước đầu tiên đã cộng tác, đã mang quân sang miền Nam cùng với Hoa Kỳ để chống cộng, để đánh Bắc Việt. Nhưng mà họ cũng muốn lưỡng lự nữa, là vì sao họ vẫn muốn nhòm ngó cái thị trường 1,5 tỷ người của người tàu. Nhưng mà cái tình trạng căng thẳng nữa là khi mà Úc cảm thấy rằng cái chơi với tàu nó rất là khó, họ bị đè nén, họ bị xâm nhập, họ bị đủ mọi cái tai ương hết đó, và họ bắt đầu sợ. Cái sợ đó làm cho người Úc phải vội vàng tìm một cái dù, mà cái dù đó Mỹ đó thì nó mạnh hơn là cái dù của Pháp, bởi vì sao đó Mỹ cũng là cái cường quốc số 1 về quân sự. Tin gần đây này, người ta nói như thế này, người ta nói là cái bản báo cáo đó mới nhất đó, của quân đội của dưới lãnh đạo quân đội của Úc đó, họ làm cái bản báo cáo, họ nói rằng cái dự án tàu ngầm của Pháp đó tiến triển một cách rất là khả quan, không có cái gì, rất là khả quan mà. Thành thử ra cái việc mà ngưng cái thỏa hiệp đó, nó hoàn toàn có tính cách quân sự, hoàn toàn có tính cách chiến lược. Mà sự thật ngay cả về chiến lược đó, người ta cũng bắt đầu đặt cái vấn đề là bao giờ đó theo cái thỏa ước đó thì phải chờ tới năm 2040 thì cái tàu ngầm của Mỹ mới thực sự hoạt động, mới thực sự hoạt động ở với người Úc. Trong khi đó theo cái giao kèo của Pháp đó, thì nó bắt đầu từ năm 2030 rồi. Thành ra tôi thấy là ngoài cái vấn đề chiến lược ra đó,
thì người Úc họ cũng không có lợi lộc gì lắm trong cái chuyện này. Nên nhớ là cái dự án của Pháp đó sẽ cho việc làm cho khoảng vài chục ngàn người Úc trong vòng 50 năm tới nhé. Nên hiện bây giờ ở bên Pháp đã có khoảng 350 gia đình các kỹ sư của Úc và đang học, đang huấn luyện ở Cherbourg, tức là một cái tỉnh mà làm tàu đó. 350 người với gia đình của họ đã cư ngụ, đã sinh sống ở Pháp từ từ nhiều năm nay rồi. Tự nhiên tất cả những cái đó ngừng lại. Song Chi nghĩ là rõ ràng là nó không phải họ quyết định cái đó là rõ ràng về mặt chính trị, về mặt chiến lược lâu dài rồi. Tại vì chứ không phải là vì kinh tế, thậm chí họ chấp nhận phải phải bồi thường một cái số tiền không nhỏ nữa cơ. Nhưng có lẽ là bởi vì họ thực sự là nghĩ đến cái đường dài. Đây là cái bài học, đây cũng là bài học cho Trung Cộng, tức là một khi anh ép quá thì nước khác họ sẽ phải 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 chọn thôi. Trước đây rõ ràng như chính anh cũng vừa nói là Úc suốt một thời gian dài là cố gắng để mà không không tỏ ra dứt khoát đi về phía bên nào cả, nhưng mà chính những cái hành xử của tàu họ rất là họ họ ép nước người quá đáng. Đó là chưa kể đến chuyện sau này thì chính phủ Úc là khám phá ra là họ còn tìm cách can thiệp vào nội bộ chính trị của nước Úc nữa. Tìm cách mua chuộc, tìm cách để mà có những cái lợi cho họ. Rồi thì đến khi mà Úc mà lên tiếng mạnh mẽ về những cái vụ ví dụ như cái vụ coronavirus chẳng hạn, đòi phải điều tra cái nguồn gốc của COVID thì rõ ràng mọi thứ nó toang hết. Thì khi mà tàu ép như vậy thì Úc phải chọn thôi. Thì đó rõ ràng là cái mà cái họ chấp nhận là thậm chí là có thể thiệt thòi về về kinh tế nữa. Và trước mắt trong thời gian tới là nhiều khi là họ phải thuê, trước mắt họ phải thuê tàu của Mỹ và Anh để mà xài khi mà chưa có. Còn về Anh thì chị cũng nghĩ là tức là cách đây mấy tháng rồi Boris Johnson đã nói đến cái chuyện là Global Britain, tức là cái chiến lược nước Anh toàn cầu. Thành ra đây cũng là cái dịp khi đi ra khỏi EU thì nước Anh cảm thấy mình bây giờ có quyền tự chủ để mà mình chọn lựa, mình muốn ký cái các cái hiệp đồng định thương mại với bất cứ ai, hay mình muốn đi vào những cái liên minh nào đó thì nó cũng dễ dàng hơn là khi mình phải ở trong một cái tập thể. Vậy thì câu hỏi là tại sao không chọn Pháp, cũng là một đồng minh lâu đời đóng vai trò chủ chốt trong EU, hay là chí ít là để Pháp cùng tham dự vào cái hiệp ước này cho đỡ mất mặt nước Pháp, thưa anh? Sự thực thì cả hai phía đó, phía Anh và phía Pháp đều đều không muốn có cái sự tham dự của Pháp ở trong cái AUKUS đó. Là vì sao? Là vì thứ nhất là Pháp đó, nước Pháp là cái nước mà đứng đầu về quân sự ở ở bên Âu Châu. Nó có hai cái nước bây giờ Brexit, Anh ra khỏi Liên hiệp Âu Châu rồi đó, thì có hai cường quốc là Pháp và Đức. Vâng. Đức thì không có quân sự, không có quân đội mạnh, là vì hiến pháp không cho phép. Sau cái đại nghị thế chiến thì hiến pháp không cho phép họ có bom nguyên tử, không cho phép họ Dạ. có quân đội mạnh quá 100.000 người, thí dụ như vậy. Thì Dạ. cái gánh nặng quân sự đó ở trong tay người Pháp hết, người Pháp chịu đựng hết. Và Vâng. người Pháp cho đến bây giờ này, ông Tổng thống Pháp đó, ông ấy tìm mọi cách để tiến tới cái việc thành lập một cái quốc phòng Âu Châu. Thế khi mà đứng ra đó để hô hào thành lập cái quốc phòng Âu Châu đó, thì không thể nào tự nhiên mà ký một cách lẻ với Mỹ hay là với Anh hay là với Úc ở Biển Đông hết đó. Vâng. Nếu mà có ký kết thì cũng phải thảo luận với những cái nước ở trong Liên Hợp Âu Châu. Thành ra cái chuyện vào một cách bất ngờ như vậy đó, một cách gấp rút như vậy đó, là người Pháp họ cũng không chấp nhận được nếu họ được mời. Về phía Anh đó, thì họ cũng không muốn cho nước Pháp tham dự, bởi vì Anh Quốc luôn luôn là muốn đi lẻ, luôn luôn muốn là cái đồng minh, nếu mà không phải là duy nhất cũng là đồng minh số 1 của Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng nên nhớ là nước Pháp hoạt động rất là mạnh ở ở cái vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương. Cái lực lượng quân sự của Pháp đã từ nhiều năm nay rồi, họ có mặt ở đó bởi vì cái quyền lợi của Pháp đó Dạ. trong cái vùng đó rất là quan trọng. Thưa anh, cũng có những người họ nói rằng là vì vì EU mà đứng đầu là Đức và Pháp, không muốn đối đầu với lại Trung Cộng,
mà chị muốn, tức là muốn là vẫn muốn làm ăn kinh tế với lại Trung Cộng, rồi giải quyết mọi sự là theo một cái cách đó nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là công khai đối đầu. Trong khi bây giờ thì Hoa Kỳ thì lại muốn chọn một cái con đường đối đầu quyết liệt hơn, cho nên là giữa hai bên khó mà có thể tạo thành một cái liên minh được. Cho nên chính vì vậy cho nên Hoa Kỳ đã chọn Anh và Úc. Giữa cái lúc mà Úc cũng có cái nhu cầu là cần phải tự bảo vệ mình trước cái sự bành trướng của Trung Cộng, thì theo anh có thể đó là một lý do không? Ngoài cái nhu cầu mà bảo vệ quốc phòng đó, có Vâng. một lý do nữa là Úc rồi Tân Tây Lan này, rồi thì Anh này, rồi thì Mỹ này, họ là những cái nước mà nói tiếng Anh, họ chia sẻ với nhau về Lịch quá sử. khứ, về văn hóa, về lịch sử, về ngôn ngữ, thành ra họ gặp nhau, họ tin tưởng nhau một cách rất là dễ dàng. Dạ. Bây giờ Âu Châu đó họ lưỡng lự từ từ hàng chục năm nay về lưỡng lự giữa Hoa Kỳ với lại Trung Hoa, là vì sao? Là vì thứ nhất đó, là thị trường, một cái thị trường 1,5 tỷ đó thì ai cũng không ai muốn bỏ hết, ngay cả Mỹ nó cũng không muốn bỏ, thì chắc là Dạ. Âu Châu họ muốn bỏ cái đó. Dạ. Còn còn từng nếu mà xét từng nước một đó, thì Đức chẳng hạn, họ không có quân đội mạnh, họ không có bom nguyên tử, mà họ cũng rất là sợ chiến tranh sau cái kinh nghiệm bi đát về về chiến tranh đệ nhị thế chiến. Thành thử đó họ cũng rất là ngần ngại trong cái việc mà đứng về bên này hay đứng về bên kia. Pháp đó thì từ cái thời De Gaulle đến bây giờ đó, họ vẫn có một cái mộng về cái nước Pháp lớn, về cái nước Pháp cường quốc, mặc dù là cái sự thật bây giờ đó là nước Pháp nó chỉ là một cái nước trung bình thôi, nhưng mà nó là một cái nước trung bình nhưng là rất là tích cực trong cái việc quốc phòng ở Âu Châu. Thêm cái điều này nữa là cái mà cái nghi kỵ đó, cái lưỡng lự giữa 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 Âu Châu với Hoa Kỳ đó, nó không phải là chỉ vấn đề quân sự nhất, nó còn ở cái vấn đề thương mại nữa, cái thái độ thương mại của Hoa Kỳ nữa. Cho đến bây giờ đó, Âu Châu họ chịu đựng nhiều cái biện pháp gần như là họ coi là bất công của Hoa Kỳ đó. Chẳng hạn như là tất cả những cái xí nghiệp nào của Âu Châu đó, nếu mà không tuân theo lệnh, không theo cái luật của Hoa Kỳ đó, nhất là khi mà Hoa Kỳ bế quan một cái nước nào đó, thì tất cả những cái nước khác phải tuân theo. Nếu mà không có thi hành cái chính sách đó của Hoa Kỳ đó, cái bế quan của Hoa Kỳ đó, thì sẽ bị phạt rất là nặng, hàng tỷ đô la vậy. Mà nếu mà không nộp phạt đó, thì sẽ không được hoạt động ở trên nước nước Mỹ nữa. Thành ra cái chính sách mà đàn anh đó một cách rất là cứng rắn đó, khiến cho những cái nước mà đồng minh ở Âu Châu họ họ e ngại mà Dạ, họ tìm cách để không phải lệ thuộc quá vào nước tàu vào nước Mỹ, mặc dầu đó về lịch sử, về văn hóa, về lối sống họ gần với Mỹ hơn là với tàu. Và nếu mà có chiến tranh bùng nổ đó, thì mặc dầu những cái mâu thuẫn, mặc dầu những cái cãi cọ gần đây đó, tôi nghĩ là Âu Châu họ ngã về phía Mỹ, chắc chắn họ phải ngã về phía Mỹ hơn là về một cái nước như là nước tàu. thưa anh, thì cái vụ này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái liên hệ ngoại giao và chiến lược giữa Hoa Kỳ và Âu Châu? Khả năng nào sẽ xảy ra? Liệu Pháp có rút khỏi NATO không? Hay là liệu EU có tìm kiếm một cái chiến lược tự chủ về quân sự để không bị lệ thuộc vào Mỹ? Thưa anh. Sau cái vụ AUKUS ấy, thì hai bên đã có vẻ hòa dịu rồi. Trong cái bản thông cáo chung của Tổng thống Mỹ với Tổng thống Pháp đấy, mới đây hôm nay đó, thì ông Tổng thống Mỹ ông ấy nhìn nhận là có lẽ là cái đó nó không được khéo léo lắm, mà từ nay sẽ trở đi nó sẽ không có cái chuyện như vậy nữa, và họ sẽ gặp nhau tháng 10 để thảo luận một cách sâu xa hơn, để tìm một cái đường lối cho cái sự cộng tác giữa hai bên nó chặt chẽ hơn. Và Hoa Kỳ nhìn nhận cái sự quan trọng của Pháp cũng như là của quân đội của Âu Châu
ở trong những cái vùng tranh chấp. Thì đổi lại đó, nước Pháp sẽ gửi 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 đại sứ trở lại, tức là bề ngoài đó kể những cái việc tạm coi là ổn thỏa. Và tôi và vừa rồi có một cái tin nữa, một cái tờ báo Mỹ họ cho biết là có thể Hoa Kỳ sẽ mua những cái tàu ngầm của Pháp vừa mới bị Úc chê đó để viện trợ cho Việt Nam. Thì nó là một cái giải thuyết rồi. Thật ra thì cái chuyện mà Mỹ mà mua tàu ngầm mà tặng cho Việt Nam thì chị nghĩ cái chuyện nó chắc là cũng khó xảy ra. Tại vì như chúng ta biết là Việt Nam á, thì đến 80% cái số lượng vũ khí của Việt Nam là mua từ Nga. Tức là Việt Nam vẫn cứ rất là trung thành với lại cái ông Đàng Anh cũ. Cho nên là Việt Nam đa phần là họ mua vũ khí từ Nga, rồi Nga sẽ hỗ trợ, rồi huấn luyện, training cho họ trong cái vụ bảo trì, tất cả các thứ. Thế thì bây giờ lại có thêm những cái vũ khí mới từ phía Pháp, thì rồi lại phải nghĩ đến cái chuyện bảo dưỡng, bảo trì ra làm sao, rồi phải phải sử dụng như thế nào. Thì cũng về Việt Nam thì không biết họ có nghĩ tới cái chuyện đó không. Còn Mỹ thì chắc cũng cũng không, đó là cái ý kiến nói cho vui đấy thôi. Nhưng mà có một điều thì chị nghĩ thế này nè, chắc chắn rồi thì Mỹ và Pháp sẽ ngồi lại với nhau. Bởi vì dù gì đi nữa thì Mỹ, Anh, Pháp là những cái đồng minh lâu đời và họ chia sẻ với nhau rất nhiều cái chung. Cho nên là nếu có những cái ý kiến mà cho rằng là Trung Cộng có thể lợi dụng cái chuyện này để mà thủ lợi, để mà khoét sâu cái bất đồng giữa các đồng minh thì chị không nghĩ vậy. Là tại vì với Trung Cộng thì người ta chỉ có thể làm ăn buôn bán mà thôi, chứ còn người ta không có thể chia sẻ với Trung Cộng một cái gì chung được cả. Trong khi giữa Anh, Pháp, Mỹ, Đức, họ là những đồng minh lâu đời, họ đã từng sát cánh với bên cạnh nhau trong rất nhiều cái cuộc chiến. Thì dù có bất đồng đi chăng nữa thì chắc chắn là sắp tới trong tháng 10 Biden và ông Macron sẽ phải tìm cách giải quyết, và Biden sẽ phải tìm cách để mà đền bù cái, kể cả bên Úc cũng vậy, tìm cách đền bù cái thiệt hại đó cho Pháp thôi. Dạ vâng, có những cái ý kiến từ Pháp và châu Âu cho rằng mặc dù Biden là luôn luôn đề cập đến cái mối quan trọng của việc hợp tác quốc tế, liên minh, ngay trong cái bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 21 tháng 9 vừa qua cũng vậy. Nhưng mà cái chính sách của Biden qua cái việc rút khỏi Afghanistan mà không hề bàn bạc với các đồng minh, hay cái vụ AUKUS này cũng vậy, họ cũng không thông báo hoặc đàm phán với lại Pháp và EU. Thì với Pháp nó là như một cái tát vào mặt, thì cho thấy là chính quyền Biden cũng không khác gì với chính quyền Trump, tức là cũng America first, cũng chỉ có nước Mỹ trước hết trong các cái lợi ích chiến lược, kinh tế, tài chính. Thì anh nghĩ sao về điều này? Theo anh đây là một cái sự vụng về về mặt ngoại giao, hay đây là Washington cố tình làm như vậy, thưa anh? Vụng về hay là cố tình đó, thì cái hậu quả nó cũng như nhau quả, nghĩa là nó làm sứt mẻ cái tình hữu nghị, cái sự tin tưởng giữa giữa những cái nước đồng minh. Thì cái vụ mà tàu ngầm này này, Pháp họ làm họ phản ứng mạnh mẽ như vậy đó, không phải là chỉ vì 56 tỷ đô la đâu, bởi vì theo ông Bộ trưởng Kinh tế Pháp đó, thì ông ấy nói là cái hãng mà chế tạo tàu ngầm đó, Naval Group đó của Pháp đó, họ sẽ không vì cái vụ này mà họ họ gặp khó khăn, bởi vì họ có nhiều cái dự án khác sớm muộn gì đó, như cô nói đó, Úc cũng phải bồi thường. Nhưng mà cái mà họ bất mãn đó, cái mà họ lo sợ đó, cái họ e ngại đó là Mỹ sẽ phá bỏ, phá hủy cái kỹ nghệ, sẽ cạnh tranh một cách không có đường hoàng nữa, sẽ phá nát cái kỹ nghệ mà làm võ khí, làm tàu ngầm, làm chiến xa, làm phi cơ oanh tạc của người Pháp. Là vì sao? Là vì Pháp bây giờ là một trong ba cái quốc gia sản xuất bán võ khí lớn nhất thế giới cùng với Hoa Kỳ. Thì như là cô biết, Pháp gần như là cái nước duy nhất trải quân ra khắp nơi hết, ở Phi Châu, ở Trung Đông, ở vùng Sahara. Cái đó nó tốn kém rất nhiều, mặc dù là có sự tham dự của tham dự tượng trưng thôi của một vài cái nước ở trong Liên Hiệp Âu Châu, nhưng mà cái gánh nặng
là ở trong trên đầu Mỹ, trên đầu Pháp hết. Mà nước Pháp đó thì cái ngân sách nó cũng không có dư giả gì, trái lại nữa, năm nào cũng thâm cũng thâm thủ hết đó. Bởi vì cái chính sách an sinh của người Pháp nó quá tốn kém đi, thành thử ra năm nào nước Pháp cũng 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 bị thâm thủng hết. Vâng. Như vậy để trang trải cái tốn kém về quân sự đó, họ trông cậy vào cái việc sản xuất vũ khí, tức là bán vũ khí để lấy tiền nuôi quân đội. Vâng. Ngày nay nếu mà cái đó bị đe dọa bởi Mỹ đó, thì nước Pháp sẽ phải nghĩ lại hết về cái chiến lược của mình, nghĩ hết về cái chính sách và quốc phòng của mình. Thành ra cái đó làm là một cái vấn đề sâu xa hơn là cái chuyện chỉ có 12 chiếc tàu ngầm. Vâng. Trở lại cái phản ứng của Âu Châu đó, Dạ. thì có thể nói là cái vụ này này gần như là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả Âu Châu, để họ ý thức rằng là không thể nào trao hoàn toàn cái vận mệnh của mình cho Mỹ được hết đó. Dần dần sớm muộn gì cũng phải thành lập một cái lực lượng quân sự ở Âu Châu. Dạ vâng, như hồi nãy chị có hỏi là thì từ cái vụ này liệu Pháp có rời bỏ NATO hay là liệu EU có tiến tới thành lập một cái lực lượng quân sự riêng để mà tự chủ hơn đối với là Hoa Kỳ không? Bỏ NATO đó thì không, theo tôi thì không. Nên nhớ là trước cái hồi hồi trước đó, Pháp đã có một cái thời kỳ họ bỏ bỏ NATO rồi, nhưng mà sau đó họ lại trở lại, bởi vì họ thấy rằng hầu hết những cái hoạt động quân sự của họ đó là trùng với những cái hoạt động của NATO, và thứ hai đó là không thể nào mà là rất là nhiều cái nước ở ở Âu Châu đó vẫn còn thân thiết, vẫn còn coi cái NATO là một cái quan trọng, nhất là những cái nước Đông Âu đó, họ có một cái kỷ niệm xấu với Nga Xô đó, họ rất sợ Nga và họ tin tưởng một cái sự che chở của Mỹ, còn tin tưởng với sự che chở của Mỹ hơn là tin tưởng vào cái sự che chở của Âu Châu, bởi vì Âu Châu cho đến bây giờ nó chưa có quân đội. Thì cái chính sách của cái thái độ của Biden đó, nó giúp cho người Âu Châu thấy rằng đây là cái cơ hội phải thành lập một cái lực lượng quân đội, Vâng. một cái lực lượng quốc phòng cho Âu Châu, không thể nào trông đợi vào Hoa Kỳ mãi được. Thì cái chuyện đó nó giống như một con rắn biển á, thỉnh thoảng nó lại lộ diện rồi nó lại biến mất, tức là từ 70 năm nay rồi thì Vâng. cũng biết cái chuyện đó thành lập đó, nhưng mà không không có thành công, không có đi tới đâu. Là vì sao? Là vì Âu Châu đó là một cái liên hiệp của 27 quốc gia, Vâng. muốn có một cái quyết định nào đó phải có 27 người, 27 nước đồng ý, chỉ cần một quốc gia không đồng ý thôi đó thì cái quyết định hay là cái dự án nó đều bỏ hết. Trong khi đó, cái chuyện quốc phòng của mỗi quốc gia đó thì mỗi quốc gia có một cái ưu tư riêng, một cái ưu tư riêng, một gần như là đồng sàng dị mộng đó, thành thử ra khó cho đến nay họ chưa làm nổi một cái lực lượng quân sự đúng cái nghĩa của nó. Nhưng mà nhân cái vụ này đó thì bắt đầu đã có những cái cố gắng rồi, chẳng hạn như là bà Ursula von der Leyen đó, tức là bà là Của EU. chủ tịch của EU đó, thì bà nói như thế này này: bây giờ đó, Âu Châu không thể lưỡng lự được, phải nghĩ đến cái chuyện thành lập cái lực lượng đó. Và bà ấy tuyên bố là tháng 10, tháng tới nước sẽ có một cái hội nghị thượng đỉnh về Âu Châu để bàn về cái quốc phòng chung của Âu Châu. Theo cái dự án mà tôi biết đó, thì họ sẽ có một cái dự án là thành lập một quân đội vào khoảng 5.000 quân của Âu Châu, sẽ có một cái ngân sách quốc phòng của Âu Châu để dùng vào cái việc không những chi tiêu cho những cái cuộc hành quân, mà ngay cả cái việc mua bán võ khí của Âu Châu thay vì mua bán võ khí của Hoa Kỳ. Thì cái đó là họ họ đang tiến hành, và có lẽ là một cái mâu thuẫn đó,
chính là nhờ ông Biden, chính là nhờ Hoa Kỳ mà cái bước tiến đó nó có thể cụ thể trong những cái tháng tới. À, dạ vâng thưa anh, sau AUKUS thì những gì sẽ xảy ra ở Thái Bình Dương? À, Trung Cộng sẽ đối phó, sẽ chuyển hướng như thế nào, thưa anh? Như là chúng ta thấy đó, là cái tình hình ở Thái Bình Dương nó cực kỳ là nóng. Chưa bao giờ mà cái Trung Cộng đó, họ bị bao vây tứ bề thọ địch như hiện nay. Chúng ta cũng biết là sau khi mà ông cái con đường tơ lụa của tàu đó nó thênh thang rộng ở cái vùng Á Châu như thế nào đó, sau khi ông Tổng thống Donald Trump ông ấy rút ra khỏi TPP năm 2016 đó, ngày nay đang bị chặn đứng lại, không những chỉ ở Úc mà còn ở những cái nơi khác nữa. Thì tôi xin nhắc qua về cái TPP là một cái tổ chức liên hiệp rất là lớn do ông Obama ông ấy tạo ra, ông ấy lập ra năm 2016 với cái mục đích là bao vây kinh tế Trung Hoa, bao vây cái sự bành trướng của tàu ở trong vùng. Thì cái tổ chức này nó bao gồm 12 quốc gia, đứng đầu là Hoa Kỳ. Nó là một cái tổ chức rất là lớn bởi vì nó bao gồm 40% dân số, 44% cái thương mại toàn cầu và tới 60% cái sự tăng trưởng toàn cầu. Khi mà ông Donald Trump rút ra đấy, gần như là một cái món quà cho Trung Hoa đấy, thì cái tổ chức đó nó vẫn tiếp tục với 11 cái nước còn lại, nhưng mà khi mà không còn Mỹ nữa đó thì cái sức hoạt động của nó cũng giảm hẳn đi. Nhưng mà sau cái vụ AUKUS đó thì lập tức Trung Cộng xin gia nhập. Nó chứng tỏ cái gì được? Chứng tỏ họ rất sợ bị cô lập, họ vội vàng đi tìm đồng minh, họ thay đổi hẳn thái độ đó. Nó không còn cái kiêu căng, cái sắc láo trước kia nữa. Trước đó đó thì họ coi tất cả những cái nước như là đàn em đó, họ đe dọa, họ dọa nạt, họ sai khiến, mà họ chỉ lập ra những cái tổ chức để bắt các cái nước khác chui vào. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên họ xin vào một cái tổ chức nó đã sẵn có mà trước đây họ họ vẫn tố cáo. Thì cái bài học đó mà người ta học được từ lâu rồi đó là đối với tàu đó chỉ có sức mạnh mà thôi, ngoại giao cái sự mềm dẻo, cái sự lễ độ nó không dẫn đến đâu hết, nó chỉ là đối với họ nó chỉ là dấu hiệu của cái sự hèn nhát, của cái sự yếu đuối mà thôi. Thì cái bài học đó đó Hoa Kỳ cũng như là những cái nước liên minh họ bắt đầu hiểu. Thì bây giờ cái gì xảy ra ở có thể có đụng độ ở Thái Bình Dương hay không? Cách đây 25 năm đó, một cái ông học giả là ông Samuel Huntington, ông ấy viết trong một cuốn sách nổi tiếng gọi là cái sự đụng độ giữa những cái nền văn minh. Ông ấy nói như thế này này, ông ấy nói là từ nay trở đi đó thì sẽ không có chiến tranh, không có đụng độ giữa các cường quốc nữa. Nếu mà có cuộc đụng độ đó thì chỉ là những cái cục diện nhỏ giữa các nước nhỏ với nhau thôi, tức là đàn em của các cường quốc thôi, thay cho các nước lớn, chứ các nước lớn họ không có đánh nhau nữa. Cái diễn biến đang ở Thái Bình Dương đó, có thể là cả chính cái nhận xét đó của ông Huntington mà cho đến cái giờ này người ta cho là đúng. Tôi thì tôi không có tiên đoán là vì tôi không phải là chuyên viên, mà chuyên viên thì thường thường cũng sai lầm, cũng lầm rất nhiều khi mà họ tiên đoán. Nhưng mà tôi nêu hai cái sự kiện này này. Cái sự kiện số 1 đó là cái tờ báo Global Times, tức là một cái tờ báo mà có cái khuynh hướng quốc gia cực đoan của cái Đảng Cộng sản Trung Quốc đó. Ngày 19 tháng 9 họ viết như thế này là sau cái vụ AUKUS Úc sẽ trở thành mục tiêu, sẽ trở thành một cái bia đạn cho cái võ khí nguyên tử của tàu. Viết một cách gì, nghĩa là đe dọa một cách trắng trợn như vậy đó, họ ám chỉ rằng cái hiệp ước AUKUS đã vi phạm cái thỏa ước không được bành trướng, không được phát triển võ khí hạt nhân. Đó cũng là một cái cách mập mờ thôi, bởi vì sự thực đó như là chúng ta vừa mới nói vừa rồi đó, cái tàu ngầm đó Mỹ đó
trao cho Úc đó, nó không phải là cái tàu ngầm bắn đạn nguyên tử, chỉ là cái tàu ngầm chạy bằng 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 nguyên tử nhưng mà bắn đạn thường như là đạn Matterhorn mà người ta vẫn biết từ trước cái này. Cái điều thứ hai nữa đó là một cái ông tướng Úc trong một cái tờ báo Pháp, ông ấy tuyên bố như thế này, ông ấy bảo là cái chuyện đụng độ ở trên Biển Đông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó. Thì tóm lại đó, Biển Đông bây giờ đó và cái Thái Bình Dương bây giờ đó, nó là cái ngoài nổ, nó là một cái bom nổ chậm, nó có thể bung ra bất cứ lúc nào. Dạ vâng, thưa anh, thế còn cái đường đi của Việt Nam nó sẽ như thế nào trong cái cục diện hoàn toàn mới này? Trong cái hoàn cảnh đó, Việt Nam phải làm gì? Vâng. Cái câu hỏi nó rất là đơn giản đó. Bây giờ không phải là cái lúc đặt cái vấn đề là theo Mỹ thì tốt hay không, theo Mỹ thì có cái lợi gì, có cái hại gì. Cái câu hỏi bây giờ là như thế này, là có muốn thoát chung hay không? Nếu mà muốn thoát chung đó, thì cái cách hay nhất, cái cách duy nhất là đi theo hay là cộng tác hay là về phe với những cái nước chống tàu, rồi sau này sẽ xét sau. Cái câu hỏi nó rất là đơn giản như vậy đó. Chính phủ trả lời cho dân biết là họ muốn thoát tàu hay không, có như vậy thôi. Kính thưa quý vị, Liên minh AUKUS một lần nữa cho thấy quyết tâm chuyển trục về châu Á, Thái Bình Dương một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Nói là làm của Tổng thống Joe Biden, cũng như chính sách phối hợp với các đồng minh để bao vây, ngăn chặn Trung Cộng trên mọi phương diện. Những ngày qua, chúng ta thấy thì một số quốc gia trong khu vực mà thường bị Trung Cộng bắt nạt, chèn ép cả về kinh tế lẫn chủ quyền, an ninh quốc phòng, như là Úc thì đã chọn phe dứt khoát, Đài Loan và Philippines thì đã lên tiếng ủng hộ AUKUS. Còn Việt Nam thì tất nhiên là không bao giờ dám mở mồm, sợ làm mất lòng ông anh Trung Cộng. Một chính phủ khôn ngoan là luôn luôn đặt quyền lợi của quốc gia, của dân tộc lên trên hết và phải tính đường dài. Chơi với Mỹ thì cũng phải tự lực, tự cường để không bị Mỹ coi thường, bỏ rơi. Nhưng chí ít chơi với Mỹ thì còn trở nên giàu mạnh. Còn chơi với Tàu Cộng thì chẳng bao giờ giàu mạnh nổi mà còn bị lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải, bị kìm hãm và chỉ có thể trở thành nơi xài hàng phế tặng cho Tàu mà thôi. Suốt hơn 7 thập niên qua thì Đảng Cộng sản đã luôn luôn có những sai lầm khi chọn đồng minh, chọn đường đi, chọn mô hình thể chế chính trị, chỉ vì đặt quyền lợi của Đảng và sự tồn vong của chế độ lên trên hết. Và lần này có lẽ họ cũng vậy thôi. Xin cảm ơn ký giả tự thức về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn cô Song Chi và Tự Lực Bookstore. Xin chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình thứ bảy tuần sau. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com.